Ấy, chào mọi người nha. Cái video này em lên hai con máy này cho mọi người xem. Đầu tiên là một con Xingu 4300 nha mọi người. Con 4300D này thì nó tới 43cc nha. Máy là máy 43cc, rất là mạnh nha. Thì đầu tiên về ngoại hình nha mọi người. Ngoại hình nó thì còn rất là đẹp. Tem này, tem còn. 4300. Nói chung ngoại hình nó còn đẹp nha. Về máy bên trong nha, thì cái con này em mở bô rồi, em mở bô em kiểm tra rồi, thì bên trong nó bê tông nó như mới vậy, bê tông nó kiểu như còn quăng ngang mà nó trắng sáng luôn, không có bị khói bô gì luôn nha. Nhưng mà cái điều là cái bạc ấy mọi người, bạc ấy nó siết bạc ấy, thì mọi người phải về mọi người mở cái nòng ra, mở cái nòng nòng trên này mở ra, xong rồi mọi người vệ sinh lá bạc đó nha. Mọi người ngâm dầu cái lá bạc đó, xong rồi mọi người ngâm cái bít tông mà có cái lá bạc đó, xong rồi mọi người cậy cái lá bạc đó ra, xong mọi người chà cho nó sạch đi, rồi người lắp vào lại thì con máy này tự động nó sẽ nổ nha. Máy này nó có lửa luôn nha. Đó là đặc điểm em nói. Còn cái hơi con này nó có xả áp nha, nó giống như cái con 3400 vậy, nó có xả áp nhưng mà công suất nó lớn hơn nhiều nha. Nó 43cc nha. Nó hiện tại là nó chạy làm gần 6 tấc, mà xích của nó là xích lỡ, nó gần như xích đại nha mọi người. Đây, cái lọc gió nó rất là mới. Cái lốc máy của nó cũng cực kỳ mới luôn nha mọi người. Đây, cho mọi người xem cho rõ. Cái lốc máy của nó cực kỳ mới nha. Cực kỳ mới luôn. Này nó có ốc nha, do tại vì rồi để em hơi của nó cực kỳ năng luôn, kéo không giống như kéo là kéo nó không nổi luôn. Ôi xưa. Rất năng. Đó, đặc điểm em nói là con máy như vậy nha, cái bít tông mở bô ra rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, về vệ sinh cái lá bạc của nó là nó sẽ nổ ngon lành luôn. Chế là chế quad pro đẹp luôn. Nói chung mọi chi tiết của nó đều rất là đẹp. 43cc nha. Sẽ cho xem cái bộ lam xích nó đây. Đây mọi người, bộ lam xích nó. Lam Xingu nha, lam Xingu. Lam Xingu nó lam tản nhiệt luôn nha. Mấy cái này là mấy cái chỗ để tản nhiệt này. Lam nó là lam ghép. Tại vì mấy cái dòng 40 mấy gần 50cc đồ á thì nó dùng xích lỡ, nên là nó dùng thường là dùng làm ghép, hoặc là đa số là làm ghép. Còn có những con là khách người dùng á, người ta tự mua cái lam của cái lam trượt là người ta gắn vào, nhưng cơ bản cái lam zin của nó sẽ là lam nối nè. Lam này gần 6 tấc nha, 58 cho xích thì rất là dài rồi, khỏi chê. Nói chung là bộ làm xích này tuyệt vời rồi. Chuông lắp máy ra đây mọi người, lắp máy cực kỳ mới luôn, này chưa vệ sinh bên trong rồi gì hết nha. Đó. Này chỉ việc gắn cộng sức ra thôi, làm cái cộng sức ra thôi. Tại vì cái này làm có một tay nên là nó nhìn dễ cho mọi người. Mình sẽ
Cái này thì hai con ốc của nó có nha, hai con ốc của nó ốc zin luôn đó nha, ốc dài. Ốc zin luôn. Đó. Em bỏ em mới vệ sinh chưa có lắp vào. Cái lam của nó rất là dài nha, lam nó tới gần 6 tấc luôn. Cho tại nó chạy cho dòng máy 43 cc á. Cái con này thì đặc điểm là em nói rồi đó, máy chưa dọn nha. Những gì em nói trong video là nghe kỹ giùm em nha, nghe rồi mua nha, đừng có gọi và hỏi ừ em con đấy nó nổ ngon không, rồi nó nổ chưa nha. Video đã nói rồi, máy chưa dọn, chưa dọn là chưa nổ nha mấy cha nội. Em có một con 304, 304 đẹp, lam trượt, lam metro trượt, lam platinum rất là dày. Con này em xả nha mọi người, con này em xả giá 950 nha mọi người ha, con này 950 nha. Lam trượt echo nó rất là dày, hơi rất là nặng. Em xả nha, máy chưa dọn em xả 950 nha.